안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay sẽ là một số những cái câu nó khá là buồn, khá là khiến các con tim bị tổn thương, bị tan nát, bởi vì là nó thuộc về chủ đề là những cái câu chúng ta dùng khi mà chia tay. Heo chi linh tề. Và các bạn hiểu ở đây chia tay tức là trong mối quan hệ, những cái người đang yêu nhau mà phải chia tay. Thế thì hy vọng rằng các bạn sẽ giữ cho mình được tình yêu đẹp và không phải nói những cái câu này. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần biết, để biết đâu lỡ ra trong cuộc sống nhiều khi nó không được như ý, thì các bạn cũng phải biết những câu này để chúng ta nói nhé. Các bạn hãy theo dõi. 난 다른 사람이 생겼어요. 난 다른 사람이 생겼어요. 난 다른 사람이 생겼어요. Em đã có người khác rồi. Các bạn có ở đây 다른 사람, 다른 사람 có nghĩa là người khác, 생겼어요 có nghĩa là phát sinh, nảy sinh, các bạn hiểu là có. 다른 사람이 생겼어요 có nghĩa là nhiều. Em đã có người khác. 난, sẽ gọi của 나는, em hoặc là anh tùy thuộc các bạn. Trong tiếng Hàn các bạn có thể dịch 나 là anh hoặc là tôi hoặc là em, tùy thuộc vào đối tượng mà các bạn đang giao tiếp. Các bạn có thể nói là khi là con trai nói với con gái thì các bạn sẽ dịch là anh đã có người khác. Còn khi con gái mà nói với con trai thì các bạn hiểu là em đã có người khác. 난 다른 사람이 생겼어요. Em đã có người khác rồi. Hoặc là cái lý do chia tay như sau. 너와 나 너무 달라요. 너와 나 너무 달라요. 너와 나 너무 달라요. Anh và em quá khác nhau. 너 có nghĩa là em này. 나 tôi hoặc là anh. 와 là và. 너와 나 có nghĩa là em và tôi hoặc là tôi và em gì đấy. 너무 quá 달라요. 달라요 mà nghĩa là khác. 너무 달라요 quá khác nhau. 너와 나 너무 달라요. Anh và em quá khác nhau. Hoặc một câu gây tổn thương kinh khủng là gì nhỉ? 너는 내 스타일이 아닌 것 같아요. 너는 내 스타일이 아닌 것 같아요. 너는 내 스타일이 아닌 것 같아요. Em không phải mẫu người của anh. 너, em, 내 chính là giải viết gọn của 나, 에. Viết là ươi nhưng mà các bạn phát âm khi nó là sở hữu ấy, mà nghĩa là của ấy, thì từ ươi này sẽ phát âm thành e, này, và người ta sẽ biết tắt là thành từ nè. Thế các bạn hiểu từ nè mà nghĩa là của tôi, của anh, của tớ. Style có nghĩa là style đấy, các bạn hiểu là style hoặc style gì đó. Một từ tiếng Anh các bạn hiểu là mẫu người, là phong cách. Anida mà nghĩa là không, không phải. Nè style anida có nghĩa là không phải phong cách của tôi. Còn bỏ tà đi gắn nên có cả thảo nó mà nghĩa là có vẻ, có lẽ là, có lẽ em không phải là phong cách của tôi, hoặc là có lẽ em không phải là mẫu người của anh. Đây là một câu từ chối nhưng mà cũng thể hiện cái đuôi nghiêng có cả thèo thì nó từ chối một cách nhẹ nhàng hơn. Ví dụ khi người kia bảo là chúng mình yêu nhau đi thì cái người này có thể nói là 너는 내 스타일이 아닌 것 같아요. Hình như em không phải là mẫu người của anh. Hoặc là có lẽ em không phải là mẫu người yêu thích của anh ấy. 우리는 좋은 친구로 지낼 수 있어요? 우리는 좋은 친구로 지낼 수 있어요? 우리는 좋은 친구로 지낼 수 있어요? Chúng ta là bạn tốt của nhau được không? 우리, chúng ta, 좋은 친구, bạn tốt, 지내다 là sống, 로 gắn vào sau danh từ các bạn hiểu là với cái tư cách ấy, tức là gì? Chúng ta sống với nhau với tư cách là bạn tốt được không? Hoặc chúng ta hiểu là chúng ta làm hoặc là chúng ta là bạn tốt của nhau được không? 지낼 수 있어요 có thể được không? 우리는 좋은 친구로 지낼 수 있어요? Chúng ta là bạn tốt của nhau được không? 안 돼요 không được đúng không? 나보다 더 좋은 사람을 만나요. 나보다 더 좋은 사람을 만나요. 나보다 더 좋은 사람을 만나요.
Hãy gặp một người tốt hơn anh. Hoặc là hãy gặp một người tốt hơn tôi đi. Đa bù tà có nghĩa là hơn. Bạn có từ là thò là hơn này, bù tà là so, so với tôi. Na bù tà thò có nghĩa là cái người, có nghĩa là hơn so với tôi. Chốn xa đàm có nghĩa là cái người tốt, người tốt hơn so với tôi. Mắn nèo, mắn nèo có nghĩa là gặp, họ hiểu là hãy gặp đấy. Hãy gặp cái người mà tốt hơn tôi đi. Na bù tà thò chốn xa đàm ấy, mắn nèo. Em hãy gặp một người tốt hơn anh, hoặc là anh hãy gặp một người tốt hơn tôi đi. 행복하게 해줄 수 없어서 미안해요. 행복하게 해줄 수 없어서 미안해요. 행복하게 해줄 수 없어서 미안해요. Xin lỗi vì đã không thể làm cho em hạnh phúc. Các bạn có đây. 미안해요 có nghĩa là xin lỗi. Từ các bạn sẽ có động từ chia theo đuôi a, o hoặc là so, nó mang nghĩa là vì nên. Vì. Các bạn đây là riêng suộc tà là không thể này, vì không thể này. Còn he chu tà gốc, động từ he chu tà là làm cho. Còn heng bu kha kề mà nghĩa là một cách hạnh phúc, tức là gì? Không thể làm cho em được hạnh phúc nên là mian heo. Heng bu kha kề he chu suộc so so mian heo. Xin lỗi vì đã không thể làm cho em hạnh phúc. Các bạn có 행복하게 해주다 là làm cho được hạnh phúc, làm cho hạnh phúc. Thế thì 리을 수 없다 mà nghĩa là không thể làm cho hạnh phúc, cho nên là 미안해요, xin lỗi. 나랑 같이 여기 있어요. 나랑 같이 여기 있어요. 나랑 같이 여기 있어요. Hãy ở lại với em nhé. 나랑 có nghĩa là với anh hoặc là với em, với tôi. 같이 là cùng nhau đấy. 여기 있어요 có nghĩa là ở đây. Các bạn hiểu trong câu này thì dịch cả câu mang nghĩa là hãy ở lại với em, hãy ở đây với em nhé. 나랑 같이 여기 있어요. Các bạn sẽ có ở đây phụ âm và theo sau là nguyên âm y, thì các bạn sẽ đọc biến âm thành 같이, 같이 bật hơi. 나랑 같이 여기 있어요. Hãy ở lại với em nhé. 우리 서로 다시는 만나지 말아요. 우리 서로 다시는 만나지 말아요. 우리 서로 다시는 만나지 말아요. Chúng ta không nên gặp lại nhau nữa. 우리 chúng ta, 서로 có nghĩa là nhau, lẫn nhau. 다시 có nghĩa là lại. 만나다 là gặp. 서로 다시 만나다 là gặp lại nhau. 우리 서로 다시는 만나다 là chúng ta gặp lại nhau. Còn 지 말아요 đuôi câu ngăn cấm bằng là đừng. 만나지 말아요 có nghĩa là đừng gặp. 우리 서로 다시는 만나지 말아요. Chúng ta không nên gặp lại nhau nữa. 그냥 친구로 지내는 게 어때요? 그냥 친구로 지내는 게 어때요? 그냥 친구로 지내는 게 어때요? Chúng ta chỉ nên làm bạn tốt của nhau thôi nhỉ? Hoặc là gì? Cái việc mà chúng ta làm bạn của nhau ấy, chúng ta cứ làm bạn của nhau thì thế nào? 언제 편한 마음으로 저한테 전화하세요. 언제 편한 마음으로 저한테 전화하세요. 언제 편한 마음으로 저한테 전화하세요. Khi nào anh thấy thoải mái trong lòng thì hãy gọi điện lại cho em. Các bạn có 언제 có nghĩa là khi nào, 편한 마음 có nghĩa là gì nhỉ? Cái tâm hồn thoải mái. 저한테 có nghĩa là cho em. 전화하세요 có nghĩa là hãy gọi điện cho em ý. Khi nào mà anh thấy thoải mái, các bạn hiểu là 편한 마음으로 bằng một cái tấm lòng thoải mái hoặc là bằng một cái tâm hồn thoải mái thì hãy gọi điện cho em. Khi nào mà anh cảm thấy thoải mái ý, thì hãy gọi điện cho em. 언제 편한 마음으로 저한테 전화하세요. Các bạn có 전화하다 là gọi điện. 전화하세요, hãy gọi điện. 저한테, cho em.
마음 có nghĩa là tấm lòng, còn 편안 마음 có nghĩa là cái tấm lòng thoải mái, hoặc là các bạn hiểu là cái tâm hồn thoải mái, hoặc là các bạn hiểu là một cái con người mới thoải mái hơn ấy, tức là không còn gánh nặng, không còn mệt mỏi nữa, thì khi đó hãy gọi điện thoại lại. 언제 là khi nào? Khi nào mà anh thoải mái ấy, thì hãy gọi điện cho em. Tiếp theo. 그 남자하고 못 사귀겠어요. 그 남자하고 못 사귀겠어요. 그 남자하고는 못 사귀겠어요. Tôi không thể quen anh ta. Các bạn có 그 남자하고. 그 có nghĩa là ấy, hoặc là 그 남자 là anh ta, hoặc là người con trai đó, người con trai ấy. 하고 là với. Các bạn có thêm từ 는 nhấn mạnh hoặc bỏ đính được. 그 남자하고는 못 là không thể. 사귀다 là kết bạn. 됐어요 có nghĩa là các bạn có thể là sẽ hoặc là chắc là, có nghĩa là gì? Chắc là tôi sẽ không thể kết bạn hoặc không thể quen anh ta được, hoặc là chắc là tôi sẽ không thể, chắc là tôi sẽ không thể làm quen với người con trai đó được. Các bạn dịch sát nghĩa sẽ là như thế nhá. Một mà nghĩa là không thể, saguita là quen, làm quen hoặc là kết bạn. Kesoyo từ kết nó mang nghĩa là sẽ, hoặc trong nhiều trường hợp nó mang nghĩa là chắc là sẽ, dùng để dự đoán. 그 남자 cái người con trai đó, anh ta, 하고 là với. 그 남자하고 남자하고는 못 사귀겠어요 có nghĩa là tôi chắc là tôi sẽ không thể kết bạn với anh ta được, hoặc là chắc là tôi sẽ không thể kết bạn với cái người con trai đó. 우리 이제부터 헤어져요. 우리 이제부터 헤어져요. 우리 이제부터 헤어져요. Chúng ta chia tay từ đây. 우리 chúng ta 이제부터 từ bây giờ, từ lúc này. 이제 là từ lúc này, từ bây giờ. 부터 có nghĩa là từ, còn 이제 là giờ, bây giờ, đây. 헤어지다. 헤어지다 là chia tay. 헤어져요. 우리 이제부터 헤어져요. Chúng ta chia tay từ đây nhé. Tiếp theo. 귀찮게 굴지 마세요. 귀찮게 굴지 마세요. 귀찮게 굴지 마세요. Anh đừng theo em nữa. Các bạn có từ 귀찮다 mà nghĩa là phiền, phiền phức, phiền toái. Còn cái từ 굴다 mà nghĩa là theo, còn hoặc là gì nhỉ? Lẽo đẽo. Tức là các bạn hiểu là lẽo đẽo một cách phiền toái đấy, tức là đeo đuổi, đeo bám đấy, đeo bám một cách phiền toái. Chi ma thể yo, đừng. Khi mà dịch sát nghĩa các bạn dịch là gì? Anh đừng có lẽo đẽo theo em nữa, hoặc là anh đừng có theo mà làm phiền em nữa, hoặc các bạn hiểu là anh đừng theo em nữa, đừng làm phiền em nữa. Hoặc là 하루 종일 귀찮게 굴지 마세요. 하루 종일 귀찮게 굴지 마세요. 하루 종일 귀찮게 굴지 마세요. Đừng leo nhéo làm phiền tôi suốt ngày. 하루 종일 có nghĩa là cả ngày, các bạn hiểu là suốt ngày. 귀찮게 굴다 là leo nhéo làm phiền. 지 마세요, đừng. Tức là chia tay rồi nhưng mà vẫn cứ suốt ngày nhắn tin gọi điện làm phiền. Thì các bạn có thể nói câu này. Hoặc là một câu mà rất hay dùng khi mà người kia bảo là chúng ta chia tay đi, thì người này sẽ hỏi một câu rất là cách thức như sau. 내가 잘 못했어요. 내가 잘 못했어요. 내가 잘 못했어요. Anh đã làm gì sai sao? 내가 anh 잘 anh hoặc là em, tôi 잘 là tốt này. 못했어요 có nghĩa là đã không thể làm cái gì tốt, hoặc là các bạn hiểu là 잘 못했어요 mà nghĩa là đã làm cái gì không đúng, đã làm cái gì sai, hoặc là đã làm cái gì nhầm lẫn. 내가 잘 못했어요. Anh đã làm gì sai sao? Anh đã làm gì sai à? 우리는 다시 시작할 수 있어요. 우리는 다시 시작할 수 있어요. 우리는 다시 시작할 수 있어요? Chúng ta có thể bắt đầu lại được không? 우리 chúng ta
다시, lại, 시작하다 là bắt đầu. 리얼 수 있어요? Có thể bắt đầu lại không? 다시 시작할 수 있어요? Có thể bắt đầu lại được không? 제발 날 좀 이해해 줘요. 제발 날 좀 이해해 줘요. 제발 날 좀 이해해 줘요. Em mong anh hiểu cho em. 제발 cầu xin. Mong 날 với gọn của 나를. 이해해 줘요 là hiểu cho, 좀 là một chút. 나를 좀 이해해 줘요. 제 hiểu cho em một chút, làm ơn hãy hiểu cho tôi, hoặc là làm ơn hãy hiểu cho anh, hoặc là làm ơn hãy hiểu cho em. 나는 널 잊을 수 없을 거야. 나는 널 잊을 수 없을 거야. 나는 널 잊을 수 없을 거야. Anh sẽ không thể quên được em. 나, anh, em. 널, 너, chính là dạng của 너를. Thường theo sau là động từ thì các bạn sẽ có tiểu từ 를, 은, gần sau danh từ. 잊다 là quên. Còn 을 수 없다 là không thể. 잊을 수 없다 là không thể. Còn các bạn bỏ 다 tiếp tục cần 을 거야, bằng nghĩa là sẽ. 잊을 수 없을 거야 mà nghĩa là sẽ không thể quên được em. Tiếp theo, 우리는 좋은 친구로 지낼 수 있어요? 우리는 좋은 친구로 지낼 수 있어요? 우리는 좋은 친구로 지낼 수 있어요? Chúng ta vẫn có thể là bạn tốt của nhau đúng không? Các bạn có ở đây. 좋은 친구, bạn tốt này. Còn 좋은 친구로 지내다 là làm bạn tốt này. 지낼 수 있어요? Có thể làm bạn tốt được không? 네, 친구로 지내고 싶어요. 네, 친구로 지내고 싶어요. 네, 친구로 지내고 싶어요. Vâng, em muốn làm bạn với anh. Tức là gì? Em muốn sống với cái tư cách là bạn bè của anh ấy. Chúng ta không yêu nhau nữa, chúng ta làm bạn ấy. 친구로 지내다, làm bạn này. 고 싶어요, muốn làm bạn. Em muốn làm bạn với anh hoặc là anh muốn làm bạn với em. Tùy thuộc mà các bạn có thể trao đổi chủ ngữ. 울지 마세요, 울지 마세요, 울지 마세요. Em đừng khóc. 울다, 울다 là khóc. 지 마세요, đừng. 울지 마세요, đừng khóc. 눈물 닦아요, 눈물 닦아요, 눈물 닦아요. Em lau nước mắt đi. 눈물 là nước mắt, 닦다 là lau. 눈물 닦아요, lau nước mắt đi. 제발 가지 마세요, 제발 가지 마세요. 제발 가지 마세요. Xin anh đừng đi. 제발 xin làm ơn cầu xin. 가다 là đi. 가지 마세요. 지 마세요. Đừng. 제발 가지 마세요. Xin đừng đi. 우리는 서로 힘들게 만들지 말자. 우리는 서로 힘들게 만들지 말자. 우리는 서로 힘들게 만들지 말자. Chúng ta đừng làm nhau mệt mỏi nữa. Các bạn có 우리, chúng ta, 서로, nhau này, 힘들게 만들다 có nghĩa là nhỉ? Làm khó nhau. 서로 힘들게 만들다 có nghĩa là làm khó nhau hoặc là làm nhau mệt mỏi. 지 말다, các bạn có 지 말다 là đừng. 만들지 말다 mà nghĩa là đừng. Đừng làm cho nhau mệt mỏi nữa. Thì các bạn bỏ ta đi gắn từ cha vào. Cha này là một đuôi câu rủ dê đề nghị. Cả hai người nói và người nghe cùng thực hiện. Tức là gì nhỉ? Chúng ta hãy cùng đừng làm nhau mệt mỏi nữa. Các bạn lưu ý rằng cái từ cha này sử dụng trong mối quan hệ ngang hàng hoặc là với những người nhỏ tuổi hơn. Còn khi các bạn đưa ra yêu cầu rủ dê đề nghị cho cả người nói và người nghe cùng thực hiện ý, mà với người trên, người còn được tôn kính, thì các bạn không dùng một cái đuôi cha này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có một số những cái từ vựng
liên quan đến chủ đề khi mà chúng ta chia tay, một số những từ thể hiện tâm trạng hậu chia tay thì các bạn sẽ có như sau: 노심초사, 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 có nghĩa là lao tâm khổ tứ, khổ sở. Hoặc là 두근대다, 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 hồi hộp, chống ngực, đập liên hồi. 뜨끔하다, 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 đau nhức, nhức nhối, cắn rứt. 감각, 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 cảm giác, cảm nhận. 그리움, 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 nỗi nhớ, sự nhớ nhung. 괴로움, 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 sự đau khổ hoặc là niềm đau, nỗi khổ. 괴롭다, 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 đau khổ, khổ sở. 그리워하다, 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 nhớ, nhớ nhung. 그립다, 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 nhớ thương, tiếc. 기억, 기억, hoặc 추억, 추억, ký ức, hoặc là kỷ niệm. 아쉽다, 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 tiếc nuối, đáng tiếc. 두근거리다, 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 hồi hộp. 떨리다, 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 run lên. 결별 슬픔, 결별 슬픔, 결별 슬픔, nỗi buồn xa cách. 아쉬움, 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 sự tiếc nuối. 체념, 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 sự đoạn tuyệt, sự từ bỏ. Chúng ta vừa cùng nhau đi vào tìm hiểu, cùng nhau học những cái câu nói áp dụng dùng khi mà chia tay, những câu nói không mấy vui vẻ. Thế thì rất là mong các bạn trong cuộc sống luôn tìm được tình yêu đích thực và luôn hạnh phúc với tình yêu đó. Không phải nói những cái câu buồn, những cái câu mà rất là đau lòng như trong video này nhé. Tuy nhiên thì trong phạm vi nội dung chúng ta học, là người học ngoại ngữ, học tiếng nước ngoài, thì chúng ta cũng cần phải biết cả những câu này nữa. Hy vọng rằng cái nội dung của bài ngày hôm nay giúp các bạn có thêm vốn từ và vốn câu. Chúc các bạn học tiếng Hàn càng ngày càng hiệu quả hơn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.